Mời quý vị lắng nghe lời Chúa thứ sáu, tuần thứ hai mùa chay, ngày 1 tháng 3 năm 2024. Bài suy niệm của tu xá Đa Minh Mẹ Thiên Chúa, dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Tin mừng theo Thánh Matthew chương 21. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Hôm nay, Chúa kể cho dân chúng nghe một dụ ngôn có tựa đề: những tá điền sát nhân. Toàn thể dân chúng đang chăm chú lắng nghe Chúa kể chuyện. Trong đó có cả các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Câu chuyện Chúa kể rất sinh động, hấp dẫn, giúp khán giả dễ dàng nhập vai. Nên khi đến điểm cao trào nhất của dụ ngôn, là những tá điền đã bắt lấy cậu con trai của ông chủ, quăng ra bên ngoài vườn nho mà giết chết, thì Chúa dừng lại và hỏi: khi ông chủ đến vườn nho, ông sẽ làm gì với bọn tá điền kia? Không chần chừ suy nghĩ, họ trả lời với sự tức giận: muốn trừng phạt và đòi lại sự công bằng cho gia đình ông chủ. Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Khán giả đang nghe Chúa nói có rất nhiều thành phần khác nhau. Họ đến nghe với nhiều mục đích và phản ứng cũng khác nhau nữa. Trong đó, các vị chức trách là thượng tế và Pha-ri-sêu cũng đến nghe, nhưng với thái độ khác lạ. Nhìn thấy thái độ tức giận, muốn bắt Chúa của các nhà chức trách, nên Ngài đã không ngần ngại mà thẳng thắn nói: nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dụ ngôn này cho ta thấy những tá điền sát nhân là hình ảnh của dân tộc Israel đã ra tay sát hại các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Sau cùng họ giết luôn người con của Thiên Chúa. Qua đó cho ta thấy sự nhẫn nại của Thiên Chúa trước ác tâm của con người.
Dụ ngôn cũng nhắc nhở chúng ta là những người làm vườn nho. Hậu quả sẽ ra sao nếu ta không làm vườn nho sinh hoa lợi? Ta nên nhớ, Thiên Chúa sẽ ban nước trời cho những ai biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Lạy Chúa, bài học dành cho những tá điền xưa kia vẫn còn nguyên giá trị cho chúng con hôm nay. Suy gẫm lại, chúng con đã có quá nhiều tham sân si, đã muốn điều không thuộc về mình, tìm mọi cách để chiếm hữu, có khi dùng cả những thủ đoạn để thực hiện nữa. Trong mùa chay thánh này, xin Chúa thanh tẩy lòng trí chúng con, để chúng con luôn sống trong sạch, ngay thẳng, và biết dùng đời sống của mình làm lợi cho vườn nho Chúa. Vì chúng con biết rằng, Chúa chỉ giao nước trời cho những ai biết làm cho nước ấy sinh hoa trái mà thôi. Amen. Trồng một vườn nho chung quanh rào dầu xây tháp canh chừng, rồi cho ta điền trông coi ông đi xa nhà lắm những chờ mong, mong mùa nho tươi cháy nắng chiếu cành, mong một ngày mai có rượu thơm lên, nhưng người canh tác đã phụ tình ông, cướp cả vườn nho giết người đến thu lợi. Xin cho con suốt đời tận tụy để canh tác vườn nho của Chúa, mà vì yêu Ngài trao cho con như ân tình của Ngài yêu dấu. Xin cho con suốt đời trung thành để đến đáp tình Ngài thương đế, một đời nó sinh lợi nhiều lên cho nước Chúa rộng lát mọi miền. Tài năng và cả hồn xa tin yêu Ngài đã trao phó con rồi, như chủ nhà đi xa trao cho con toàn quyền để đến lo, vui mừng biết mấy nếu đưa sinh lời mỗi ngày là trao trái ngọt cho đời, không chỉ lo sống biết mình mà thôi, nhưng còn mở ra cho người khác đời. Cho con suốt đời tận tụy để canh tác vườn nho của Chúa, mà vì yêu Ngài trao cho con như ân tình của Ngài yêu dấu. Xin cho con suốt đời trung thành